Bienvenue chez Cô Ba Saigon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Việt Nam của Cô Ba Sài Gòn. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire andouillé aux crèmes de coco et à la moutarde. Quand les andouillés sont dorés, vous devez mettre de l'ail et oignon déjà haché pour faire revenir cuit dans le jus. Khi mà cái dồi này nó đã bắt đầu vàng xung quanh thì bây giờ hành và tỏi mình cho vô luôn rồi để mình nấu trong cái dầu với bơ này cho nó vàng lên cho nó thơm. Mình có thể đậy nắp lại trong vòng 5 phút các bạn. Je vais mettre les couverts et cuire pendant 5 minutes au feu doux. Je vais utiliser le fond de légumes et champignons. Cho một muỗng bột nêm, một muỗng canh, không phải một muỗng cà phê. Je vais ajouter une cuillère à café le fond de légumes et champignons. Cho một muỗng cà phê, bột nêm từ rau củ. Un peu de poivre. Selon votre goût. Một chút nho tiêu, nhiều hay ít tùy theo cái khẩu vị của các bạn. Pour avoir une belle couleur, je vais ajouter demi-cuillère à café de cumin. Cho nó có màu đẹp, nó lên màu đẹp thì mình cho nửa muỗng cà phê nghệ nha các bạn. Deux cuillères à soupe, moutarde ancien, hai muỗng canh.
vous tapez un hack. Vous pouvez utiliser moutarde fine. Mais nous, ici, on aime bien en forme de crin. Vous pouvez utiliser des moutardes comme dạng dạng bình đó các bạn, dạng xay mịn. Nhưng mà ở nhà mình thì thích cái dạng hộp này, nó thơm. Je mets deux tiers de coque, riz cuillant, un tonne de riz cuillant, c'est-à-dire 160 ml. Mình cho 160 ml. Rượu nếp. Rượu nếp thơm đó các bạn. Et deux fois de crème de coco. On peut utiliser aussi crème fraîche, mais pour ceux qui ont allergie avec lactose, vous pouvez remplacer avec crème de coco. Mình cho hai lần cái 160 ml này. Cái crème de coco, cái nước cốt dừa dạng kem. C'est beau, đẹp thôi các bạn, nó lên màu đẹp chưa. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình để lửa riu riu trong vòng 20 phút nha các bạn. Xong sau đó nên nếm lại coi vừa khẩu vị với gia đình chưa nha. Rồi mình dọn ăn với cơm trắng. Je vais laisser mijoter pendant 20 minutes. Après, vous pouvez égoutter pour voir le goût qui vous plaît. Et on peut servir avec du riz blanc après. Après 20 minutes, vous voyez, la sauce devient épaisse et c'est prêt à servir. Sau 20 phút, các bạn thấy cái nước sốt của nó bắt đầu đặc lên rồi các bạn. Rất là ngon, rất là thơm ngon. Bây giờ mình chuẩn bị dọn nha.